Hành trình tại huyện Lao Cam, Lào vào ngày 6 tháng 11 vừa qua của những cựu chiến binh thành phố Đà Nẵng là một hành trình đầy cảm xúc, đầy ấn tượng đối với người dân tỉnh Salavan, Lào. 6 giờ sáng, đoàn cựu chiến binh thành phố Đà Nẵng đã có mặt tại huyện Lao Cam, nơi cách trung tâm tỉnh Salavan, Lào gần 70 km. Mỗi người một việc, người thì chuẩn bị treo băng rôn khẩu hiệu, người thì kê bàn ghế, chuẩn bị vật tư y tế cho công tác khám chữa bệnh, cấp phát thuốc cho bà con. 7 giờ 30 đã có hàng trăm người dân đến khám chữa bệnh. Đây cũng là thời điểm những cựu chiến binh làm việc khám bận rộn. Dù cư đến khám bệnh đông, nhưng việc khám bệnh, cấp phát thuốc diễn ra một cách nhịp nhàng. Nhiều người dân ở xa cảm thấy vui mừng vì được những cựu chiến binh thành phố Đà Nẵng thăm khám, tư vấn nhiệt tình, tận tâm. Tôi rất phấn khởi và cảm ơn khi nghe tin đoàn cựu chiến binh thành phố Đà Nẵng sang khám bệnh tại Salavan. Tôi thấy các bác sĩ ở đây rất tận tình, chu đáo khám bệnh và giới thiệu chăm sóc sức khỏe cho bà con nhân dân. Cán bộ hội viên chúng tôi cảm thấy rất vui trước sự tư vấn khám bệnh tận tình của các đồng chí. Người dân tại huyện Lao Cam đến khám bệnh rất đông. Với cái tâm của người thầy thuốc, với tình cảm thiêng liêng sâu sắc, những cựu chiến binh thành phố Đà Nẵng đã vượt lên mọi sự vất vả để hoàn thành công việc, trọn nghĩa tình với bà con. Lần trở lại thứ hai này thì tôi rất là phấn khởi, dù là đường xã di chuyển rất là nhiều và vất vả và số lượng khám cho cựu chiến binh đây rất là đông, nhưng với tinh thần cái tình hữu nghị của nhân dân Việt Lào thì cũng hỗ trợ hết sức mình để khám và cấp phát thuốc cho nhân dân. Theo các bác sĩ trong đoàn, người dân đến khám thường mắc các chứng bệnh như bướu cổ, tăng huyết áp, tim mạch. Đây là những chứng bệnh phổ biến, nên ngoài việc thăm khám cấp phát thuốc, các bác sĩ còn tư vấn tận tình để người dân có cách phòng tránh bệnh hiệu quả. Đến với chúng tôi, chỉ số huyết áp của bà con là đến 108, 109. Thì chúng tôi đã cho thuốc ngay, có thể tư vấn. Có những trường hợp phải dùng thuốc ngay tại chỗ và tiếp tục theo dõi để điều chỉnh cho bà con. Ngoài cái việc cho thuốc thì chúng tôi cũng tận thanh thủ cái thời gian để mà tư vấn, chăm sóc sức khỏe cho bà con về cách dinh dưỡng, vận động đối với các bệnh trong cái quản lý, phát hiện và quản lý bệnh lý mãn tính không lây. Ngoài việc khám bệnh cấp phát thuốc, điều ấn tượng đặc biệt trong chuyến công tác lần này là việc tặng dụng cụ khám chữa bệnh cho các y bác sĩ tỉnh Salavan. Hành động này góp phần nói lên tình cảm sâu sắc, gắn bó tự chung của cựu chiến binh hai địa phương. Đây chỉ là một thứ tài sản vô giá mà các cựu chiến binh hai địa phương đang xây dựng và phát triển.